này có vết tay này. Bị bóc rồi. Không có điện thoại. Ôi, đen thật đi. Khách hàng đặt mua iPhone 16 Pro Max nhận về hộp rỗng, đơn vị giao hàng tiết kiệm nói gì? Theo đó, anh Hoàng Tùng sống tại Hà Nội đã đặt mua chiếc iPhone 16 Pro Max trên Apple Store online. Tuy vậy, khi nhận từ đơn vị vận chuyển, đơn hàng chỉ có hộp rỗng và không có máy bên trong. Cụ thể, đơn hàng này đã được anh đặt mua từ ngày 11 tháng 10 đến ngày 19 tháng 10. Đơn hàng được đơn vị vận chuyển giao hàng tiết kiệm, giao đến nhà của anh Tùng. Khi nhận đơn hàng, anh phát hiện phần hộp có nhiều dấu hiệu khả nghi nên đã quay lại video. Anh Tùng cho biết, trọng lượng của hộp nhẹ một cách bất thường. Hai phần tem niêm phong ở khu vực trên và dưới hộp điện thoại đều đã bị xé rách. Khi mở hộp ra, bên trong hoàn toàn không có chiếc iPhone 16 Pro Max mà tôi đã đặt mua. Ngay lập tức, anh Tùng đã liên hệ với tổng đài của Apple và giao hàng tiết kiệm để tìm kiếm sự hỗ trợ. Tuy vậy, anh Tùng cho biết do nhận máy vào ngày cuối tuần nên thời điểm đó không liên hệ được với đơn vị chăm sóc khách hàng của Apple. Trao đổi với phóng viên, đại diện công ty cổ phần giao hàng tiết kiệm cho biết, ngay sau khi nắm được thông tin sự việc, đơn vị này đã làm việc với Apple để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng. Khách hàng sẽ nhận được đơn hàng thay thế trong thời gian sớm nhất. Về phía giao hàng tiết kiệm, chúng tôi đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ việc. Nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật, công ty sẽ trình báo công an xử lý nghiêm theo quy định. Và ngay sau đó, phóng viên cũng đã liên hệ với đại diện của Apple tại Việt Nam để làm rõ thêm thông tin của sự việc. Tuy vậy, đến hiện nay, Apple vẫn chưa đưa ra bất cứ phản hồi nào.